Thưa quý vị, tiếp tục ngày làm việc thứ 8 dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 sáng nay tiếp tục thảo luận trực tuyến về dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng chủ trì tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Theo đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến xung quanh 6 cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, 6 cơ chế chính sách cho tỉnh Thừa Thiên Huế, 6 cơ chế chính sách cho tỉnh Nghệ An và 8 cơ chế chính sách cho tỉnh Thanh Hóa. Dự thảo các nghị quyết lần này được xây dựng dựa trên 5 quan điểm, trong đó một nguyên tắc quan trọng là các cơ chế đặc thù phải được nghiên cứu dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm phát huy được tiềm năng thế mạnh của địa phương, có tác động lan tỏa vùng miền, gắn với đề cao tính tự lực tự cường, phát huy tính năng động sáng tạo. Ngoài ra, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước, không ảnh hưởng lớn đến vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương theo quy định của hiến pháp, không làm tăng bội chi ngân sách nhà nước và trần nợ công đã được Quốc hội quyết định, tăng cường phân cấp phân quyền, tăng tính tự chủ tự chịu trách nhiệm của các cấp chính quyền của địa phương. Qua thảo luận, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu tại kỳ họp.